Xin chào tất cả các bạn, mình là Bông Bông. Hôm nay mình với mẹ chồng mình sẽ mang con mình đi chích ngừa ha. Các bạn đi với mình để xem bên này người ta chích ngừa em bé như thế nào, coi có giống như bên Việt Nam hay không ha. Hôm nay trời có nắng nhưng mà cũng hơi lạnh, nên mướn cái xe này nè chở mẹ chồng mình với mình đi. Tính là lấy xe đạp điện chở đi, nhưng mà thấy chở xe đạp điện cũng không có tiện lắm á, nên mới mướn cái xe này đi nè. Từ nhà mình mà đi đến chỗ chích ngừa thì chắc cũng khoảng 10 phút 15 phút. Bình thường nếu có chồng mình ở nhà thì chồng mình lấy xe chở đi. Ở bên này đang có nhiều khu chung cư xây lên. Lúc trước nhà chồng mình thì cũng ở dưới quê, cũng là giống nhà ở bên Việt Nam, nhưng mà bị nhà nước người ta giải tỏa nên bây giờ phải vô khu chung cư mua. Ở trong khu chung cư thì nó cố định hơn. Đây, ở đây có thêm một cái trường học chuẩn bị xây lên nè. Bây giờ thì mình tới cái chỗ chích ngừa rồi ha. Cái chỗ này cũng không có phải là bệnh viện, cái chỗ này chỉ là một cái trạm xá nhỏ thôi. Bình thường là dẫn con mình đi chích ngừa thì mất khoảng 1 tiếng đồng hồ á. Chú tài xế này nói là thôi đi chích ngừa đi, để chú tài xế ở ngoài đây chờ, giờ khi nào chích ngừa xong rồi ra chú tài xế này chở về. Đây cũng là lần đầu tiên tự mình đưa con đi chích ngừa luôn. Lúc trước thì toàn là có chồng mình, thì chồng mình toàn là đưa đi thôi. Có mình cũng đi theo nhưng mà mình không có làm gì hết, mình chỉ đi theo chơi thôi. Lần đầu tự đưa con đi chích ngừa nên cảm thấy cũng hồi hộp một xíu. Đó, bây giờ tới chỗ quầy này nộp sổ. Chỗ này do người ta nhìn sổ, người ta cũng biết mình là người Việt Nam, nên người ta nói tiếng Trung thì người ta cũng nói chậm chậm, người ta dùng tiếng phổ thông người ta nói. Chứ ở bên này bình thường là người ta dùng tiếng địa phương, người ta nói tiếng địa phương bên này nhiều lúc mình cũng không có hiểu lắm. Chú này ban đầu nhìn sổ rồi xong thấy cái tên lạ quá, chú này cũng hỏi, ủa sao cái tên ở đâu mà sao kỳ vậy, ở người nước nào á. Đó, kiểm tra xong thì mình bắt đầu ký tên. Ở bên này đi đâu mà ký tên thì mình cũng ký tên bằng tiếng Trung ha. Ký tên xong rồi thì mình bắt đầu qua tiếp cái quầy này. Quầy này thì người ta sẽ kiểm tra coi con mình mấy tháng rồi, bây giờ đi chích ngừa là chích ngừa loại vaccine nào. Người ta sẽ thông báo cho mình biết là lần sau là mình ngày nào là mình sẽ đưa em bé đi tiếp tục đi chích ngừa. Người ta kiểm tra xong rồi thì người ta sẽ thông báo mình lại về nào để cho em bé chích ngừa. Đây, con mình chích xong rồi đây, khóc quá trời luôn. Mỗi lần chích ngừa xong là lúc nào cũng khóc. Mình cảm thấy là anh ta là khóc to nhất trong cái phòng này luôn á. Chích ngừa xong thì bác sĩ dặn là ngồi lại đây 30 phút để coi em bé có phản ứng gì không. Nếu mà không có phản ứng gì thì mới bồng em bé về nhà. Hơn là đi đâu cũng có mẹ chồng mình bồng em bé, chứ có một mình mà em bé khóc như vậy thì mình cũng không biết làm sao luôn. Do hôm nay mình với mẹ chồng mình cũng đi sớm á, nên không phải xếp hàng, vô là chích luôn. Chứ nếu mà đi chở một chút là phải xếp hàng nữa, rồi phải chờ nữa. Mấy bạn nhỏ chích ngừa xong là bắt đầu qua cái cầu trượt này chơi để chờ 30 phút. Các bạn xem mấy đứa nít bên này bây giờ này đang mặc quần áo nè. Đó, toàn mặc đồ dày dày không à. Ở bên này trời cũng còn lạnh mà. Chắc mấy bạn ở Việt Nam, mấy bạn coi video này thấy con nít mặc đồ như thế này chắc mấy bạn cũng cảm thấy thống nực luôn đúng không? Bây giờ là thời tiết cũng đỡ hơn một xíu rồi. Chứ dạo gần Tết là có tuyết rơi nữa là cực kỳ lạnh. Nhưng mà mình ở Việt Nam không có thấy tuyết rơi mà, nên mỗi lần qua bên này mùa đông mà có tuyết rơi là mình cực kỳ thích luôn. Mỗi lần có tuyết rơi là mình thường hay kêu chồng mình chở mình đi dạo một vòng. Con của mình cực kỳ nhát luôn. Mới vô người ta mới có thông báo cái tên này chưa kịp chích là đã khóc rồi. Mình cho các bạn xem ha, ở bên này đưa em bé đi tiêm ngừa đa số là bà nội hoặc là mẹ dẫn đi tiêm thôi. Ít khi mà thấy ba dẫn đi tiêm lắm. Bởi vì ở bên này người ta tiêm ngừa người ta tổ chức vào thứ 6, thứ 7. Những ngày khác trong tuần là người ta không có tổ chức. Chủ yếu ở bên này là bình thường là toàn là bà nội ở nhà coi cháu, rồi cho ba mẹ đi làm. Ở bên này mấy đứa con nít đó là từ nhỏ là đã dạy cho đi ra đường là phải mang giày rồi. Các bạn xem, ở bên này đi ra đường ha, hiếm khi thấy ai mà mang dép lơi lắm. Lúc trước ở Việt Nam mình có mang một đôi dép lơi đi qua bên này. Mùa hè mà mình thấy nóng nực mà nên mình cũng mang dép lơi đi ra đường. Ai ngờ người ta thấy mình mang đôi dép đó, người ta nhìn quá trời luôn. Giờ mình hỏi mẹ chồng mình thì mình mới biết là ở bên này là đi ra đường là không bao giờ mang dép lơi. Nên từ đó mình cũng không có mang dép lơi đi ra đường nữa.
Cũng do thời tiết một phần, ở bên này đa số là thời tiết lạnh nên người ta không thể nào mang dép lê được. Mùa hè nóng nực thì chỉ nóng khoảng một tháng thôi, nên người ta cũng mang giày, quanh năm người ta mang quen rồi nên ta còn mang giày. Rồi mình cũng đợi xong 30 phút rồi, bây giờ trước khi về là mình cũng phải quét mã để cho máy tính hiện lên coi mình có ngồi đúng 30 phút không. Đây, rồi xong rồi, bây giờ mẹ chồng mình bắt đầu bồng em bé đi ra xe để đi về. Hôm nay đi chích ngừa người cũng không có nhiều lắm. Ở bên này có cái xe này cũng cực kỳ tiện luôn. Ở ví dụ đi đâu xa mà có em bé đồ này kia, mùa đông lạnh á nên không có ngồi được xe đạp điện, nên mướn cái xe này đi thì cũng rất là tiện. Từ nhà mình đi tới chỗ chích ngừa là khoảng 15 phút. Vòng đi vòng về luôn là tổng cộng là sẽ tốn khoảng 35.000 tiền Việt mình. Nói chung là cũng không có mắc. Sẵn tiện chú chở mình ghé lấy cái chuyển phát nhanh. Cái này là khẩu trang chồng mình ở trên mạng đặt mua về để cho mình dùng đó. Rồi bây giờ cũng về tới nhà rồi. Mẹ chồng mình bắt đầu bồng em bé lên trên nhà. Mỗi lần con mình chích ngừa xong là cũng không có thèm chơi, không có thèm ăn uống gì hết. Đó, về mệt là ngủ rồi.